Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với phần diễn thi của câu lạc bộ hát sầm hát chèo truyền thống xã Yên Đồng, huyện Yên Mô. Thưa quý vị, nhận thức về tầm quan trọng của việc bảo tồn nghệ thuật hát sầm, các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân của xã Yên Đồng, huyện Yên Mô đã và đang tiếp tục duy trì và phát triển loại hình nghệ thuật này. Các thành viên trong đội văn nghệ rất tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do huyện, xã tổ chức và đã đạt được rất nhiều các thành tích cao. Để tiếp tục phát huy loại hình nghệ thuật hát sầm với tinh thần giao lưu học hỏi để có thêm nhiều kinh nghiệm phát triển và sử dụng những làn điệu sầm, câu lạc bộ hát sầm hát chèo truyền thống xã Yên Đồng, huyện Yên Mô tham gia liên hoan hát sầm Ninh Bình năm 2023 với 3 tiết mục: Ấm tình quê hương, Lời đình khóm, Làn điệu tàu điện, Công cha nghĩa mẹ, Lời thơ dân gian, Làn điệu thập ân, biểu diễn Phạm Thị Thúy cùng tập thể câu lạc bộ. Tiết mục Cô Hàng Nước, Lời thơ Tuấn Vũ, Làn điệu tàu điện, Lời kiều thập ân, trình bày Phạm Thanh Liêm, Phạm Thị Bốn. Ở trong
lòng mẹ cha cha ngày tanh dơ
cô vùng chẳng hay suy. Lấy tay người mấy ta đây khách lấy tay cũng sang trọng chắc. Ủa chị ơi, chứ em dày không theo hỏi cô kiếm được bao nhiêu.